trong cái là gọi là những cái mass, những cái khối gì đó trong tim, những khối đó có gì, có nghĩa là những khối ở khối u hay là những cục sùi, cục sùi. Thế đó tôi mới tự tôi thay đổi cái tên, nhưng mà là gì là cái khối ở trong tim ha. Thì đó là ví dụ cái bài viêm nội mạc sùi là u viêm da dạ, phần riêng mạc riêng cục sùi cũng là cái mass mạc trong tim, và cái cục máu đông cũng là cái mass, mà cái khối u cũng là cái mass ha. Thì cái việc là cái bài dùng cái tên là cái khối ở trong tim ha, cái khối nằm trên đó thì nguy cơ sẽ chạy ra ngoài, nguy cơ chúng ta ở ngoài ha. Rồi mình học mình nên các bạn phụ định nghĩa khái niệm tiêu chuẩn thì các bạn phụ đọc các bạn phụ ha. Và khi mình công cụ thì khi hỏi mình trả lời nó sẽ không chính xác. Thì cái cảm giác mass thì ở đây là gì, nó là có ba loại cơ bản ha, đó là cái u các bạn nhìn thì không biết gì thì các bạn thì giải quyết giống như hồi nãy tôi đưa cho bạn cái khối bình thường, mình muốn nhận biết một cái khối nào đó là trong tim mà bất thường thì mình phải biết được các khối bình thường trong tim. Tại vì rất nhiều trường hợp như thực tế, nhiều bác sĩ kết luận một này là huyết khối, người khác nào không cái này là bình thường của huyết khối, có người bảo cái này là sùi, có người bảo cái này là cái sùi. Ví dụ như là tranh cãi nhau, tại vì là tuy nhiên những trường hợp mà nó rõ và những đề mà điển hình thì những người nào mà không có học theo đúng bài bản thì người ta thì nói sai, và nếu mà trường hợp như là ơ cô nó không rõ, công thức nó cũng khó khăn và nếu đó chấp nhận được thì mình cũng biết có hay không. Rồi thì cái siêu thị ban đề là chỉ biết là các bạn có hết đọc qua các bạn cái phần là cần nhấn mạnh cần nói thì nói cái phương tiện cái siêu thị quá phổ biến rồi, nó rất là tiện lợi ha, và nó nhiều để mà đánh giá được không những là phát hiện ra các khối trong tim mà còn liên quan đến những động mạch, tại sao tim nó có bỏ mặt theo tim đông đưa đông dương ha, thì cũng đánh giá được cái đó. Ngoài phát hiện ra khối đó thì nó còn đánh giá được các cái nguyên nhân có thể gây ra những cái tổn thương đó, đó là những bệnh lý căn bản của người bệnh nhân. Nên các bạn làm cái xương tim ngoài đánh giá những thông số bình thường, rồi xong phát hiện ra những cái tổn thương bệnh lý gì đó, rồi khi có những cái bệnh bất thường ở đó thì mình cũng tìm được cái nguyên nhân nào gây ra những cái bất thường đó. Rồi đây là các nguyên tắc nha, thì mình cuộc sống những tắc này khi mình làm nó sẽ chính xác. Các bạn có cái hàng đầu tiên là bước đầu tiên thì mình sẽ khả năng có một cái khối ở trong tim đó là gì, chắc chắn là một khối thật chứ không phải như vậy. Ở đây có ai là đã nhìn rồi, có ai từng là xương bụng rồi, các bạn sẽ thấy là gì, những xương máy tùy theo chất lượng của máy thì theo cái khả năng cắt của những người bác sĩ làm xương ha, cho những người bệnh nhân đó ở cô đó thì kẹp có rất nhiều những hình ảnh nhiều ở trên xương, do đó mà có những trường hợp có người đọc cái việc làm cái xương ra kết quả cái đời có cái khối thịt trái, người khác thì thấy nghi ngờ ra là không có cái khối thịt trái, thì đó là lý do tại sao cái nguyên tắc ha, mình coi đó là sự có hay không, mình phải loại trừ các yếu tố gây nhiễm dưới cái phòng xương tim mình đạo diễn đó. Nếu các bạn có đi thường xuyên và sẽ đi được thì được học những cái nhiều rất nhiều trường hợp có người các bạn đi cũng nhiều rồi, nhưng mà rất nhiều trường hợp nếu mà đi trong vòng một tuần cũng được gặp có ca bác sĩ nói rằng là cái này là huyết khối, thực ra nếu mà làm cẩn thận lại thì nó không phải huyết khối. Rồi vậy thì những cái dấu hiệu là những cái bộ phận cấu trúc nào có thể khiến mình lầm lẫn ha, đó là một cái khối bất thường hay là một cái cấu trúc bình thường của tim. Ở đây chúng ta có đưa ra một số cái những cái trường hợp mà cũng bất thường hay bình thường của mình, đó là gì, các cái cơ thể các bạn thấy hình ảnh của cái 2D ban đầu, cái thành tim rất là rõ ràng, ban tim mình thấy như một cái khối giống như một cái có một cái bao ở trong, các bạn thấy nó trơn láng, mà thực chất cái tim nó cấu trúc tim mà ra gì, nó bù nhiều cái đầy cho nên các cái cơ thể các cái dây chằng đây đó. Và khi mình cần mà làm các vấn đề máu nó tốt thì mình thấy nó rất là nhiều lúc cần thiết trong đó, cho nên nếu những người nào không quen hoặc là không kinh nghiệm bệnh tế nhiều bệnh thì cũng bình thường. Và nó ví dụ ở đây ha, các cái cơ bẻ các cái cơ nhú vân vân này các bạn thấy nha, giống như là khi mình cắt dọc thì theo một cái dải, cũng như cắt ngang nó
và bữa thực hành video các bạn thấy là những cái gì các bạn cái gì các bạn đã đi nhiều rồi bị một hai cái thì có cũng ba sự kiện đó là gì tưởng biết là gì đấy tham dự khi năm khi tại các cái cửa về từ nhú hơn nhưng mà tại vì sao nó xuất hiện nhiều những góc độ đó mình thấy các bạn thấy tất cả những này mình chặn ngang và cả những điều đó là mát đấy đây đây là những hình đẹp nó các bạn trên sách vở trên lý thuyết thì nó khá sinh hành mà đẹp đẽ đẹp đây cái trò hài của hai từ nhú trên thực tế kia là của con của nhỏ hoặc là những kia thì thêm một hai cụ vào đây đó thì làm sao những cái đó là cũng không có được nhiều tưởng ha tiếp ra là khi mình cái cụ thì nó có những cái tên gọi là cũng từ cả đây đây là cái những ví dụ các bạn đặt ngang vào đây này đặt ngang vào đây và cái đó là cái đó à những cái mặt không biết cái nào là cái và cái lá cái nào là cái gì chạm cái nào là có những cái nhiều và các ngày sau cũng các bạn là có những khối cái này là những cái các cái gì chạm cái từ nhiều hơn rồi ngoài các cái cơ về các cơ nhú đó thì tụi mình cắt cái tuyến phần bụng của một lá van hai lá hai van năm vậy thôi các bạn cắt được từ phần cái lá trước ra sau là phạm vi hai sợ thực chất là như một cái mặt phẳng như cái quạt ha khi mình cắt mà nó không chuẩn nó hơi bị nghiêng ra thì các bạn đang làm cái mặt phẳng rồi các bạn học cái bài van hai lá của cô Hương lên phía trước cũng vậy ngay cả nó mô tả cái lá van là dày không dày có tiêu chuẩn hết các bạn cắt thì cái lá van này các bạn cắt thẳng như đây thì nó bình thường các bạn cắt nơi dày có nhiều người cắt xong để kết luận lá van này đã bị dày tại sao từ một cái hình ảnh cùng một nhân từ có dày và hai lá nhưng nó không dày thì đó là do kỹ thuật cắt cái kinh nghiệm cái góc cắt của mình thôi cho đó là muốn kết luận gì bình thường biết hết cái loại trừ cái bình thường là ngang cái lá van cắt thẳng ra dày là luôn như quả cũng mặt bằng thì nó có thể cũng làm cái mass cái đó là cái phần bụng lá van rồi tới khi đến với các cái bản thân rất thấp hay trong tâm trí cũng có các cái cấu trúc cũng xin được cho các bạn thấy đây cô xin được cái này nha sau những cái trường hợp mà bệnh nhân không gặp tim ở những cái đạo diễn mình cũng có những trường hợp không tim rất nhiều hình ảnh xương tim sau khi mà lên mổ xong đi làm thì có một số bác sĩ xương chẩn đoán là gì là những có bị huyết khối và những có bị huyết u tim vân vân là người ta đọc các nhân vật những cấu trúc sau phẫu thuật thì sau khi phẫu thuật ví dụ như tay ba tay lá thông thường người ta có hai cái miếng khâu là khâu mũi ngay cái gốc van thì nó khâu sẵn một cái gối một cục bệnh nhân nào có tay ba tay lá cứ học sau bao giờ có những cục nó to nhỏ khác nhau rồi cái người nào mà không biết không kinh nghiệm luôn hay đọc đó là khối hoa miếng khối vân 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 bệnh nhân mà với tay ba tay lá hoàn toàn khối cái bác sĩ phẫu thuật tim là cũng mình rồi à thì cấu trúc đó là bình thường sau khi mổ tim có kiến thức thì theo mình đọc sai thì sẽ không đúng ăn rồi thậm chí nó sẽ có những cái tình tim đi ngoài có cái video đi ngoài các bạn thấy này đây là một cái siêu âm cái hình hàng ngoài cắt gì đây cái nào là cái này là ba lần hai lá hay là ba làm sao biết cái này là ba lá tại sao biết có thể bên trái phòng trái nó to lớn nó có một vị trí nào đó ví dụ như mình nhìn hay hay nó là một phải to rồi sao tại sao mình cứ bắt buộc cũng đây là một cái to nó là cái vị trí của mình bên phải nó to sao vậy làm sao nên hay là đóng cao hơn học có nhiều cách học ha các bạn ở đây các bạn học siêu âm và trường phái được người nào học trường này các bạn như học siêu âm tim này khi mà cắt các bụng bụng cao thì được bao nhiêu? Tại không có thể nào mà tiêm là có thể nào tiêm
bạn ta đã ông mất cái bằng hóa đơn đi khác khi qua đi mạng đi nhé nhí hóa nguồn thất nhạc xe bất cứ cách xe mà ta đã cũng có một loại đi học sinh thì là hai cái loại đi không có rõ không đâu cũng gần phía mỏng gần đây xuống đây cái này nhí nga sử dụng cái thất gọi là nhí hoa phải và qua là cái đường thì nguyên cái đó cũng có tất cả những đường thất con như vậy nhí cái chỉ cần hết còn một xíu à đó là cũng bất thường extend mà bất thường đó cái tiêu chuẩn để mà chẩn đoán đó những cái bao lá này nó thấp thì đó là đo cái d được nghe cũng đo qua thì nó cao hơn nhưng mà nó biết cũng một dưới 10 mm so với bằng hai lá khi nào từ 15 mm trở lên nó thuộc tiêu chuẩn đó là bất thường extend và lá đóng thấp là nhĩ hóa tất mà hai cái đó là gì thì nó có nhiều vấn nạn cho cái mổ của bạn này rồi cái hình này ở đây các bạn thấy đây là một cái khung cuồng ha các bạn thân thể bây giờ mình chưa có học học ngày đi là cái hình ảnh là cái gì là quan sát mô tả và mình cũng thấy như đây mô tả thì mình cần mô tả đây à tại vì muốn biết mô tả thì mình nói là các bạn phải coi một chút được cái chỗ này là cái gì cái này là gì lửa lá sâu và hai lá lá sâu và hai lá gì nữa mà cụ thể là cái hình ảnh của lá sâu cũng như mà các bạn phải qua hai lá cái lá rồi tương đương của bộ này và bí thất và hai lá gồm cái gì cái lá sâu và hai lá nó bị gì làm sao biết nó là vôi hóa tăng tầm độ thì phân biệt vôi hóa với xương hóa là khoảng cách nào? Không lên, ok, không lên ha. Thế là sáng rồi và nếu mình phân không lên vôi hóa, không lên xương hóa, đây là một cái trường hợp vôi hóa của cái phần hay là to quá của lá sâu hay là các bạn thấy cái tắc MAC ở Việt Nam thì thường dùng cái này đa số là như vậy. Nhưng mà các bạn khi mà đi lên trên các cái phần các cái website các cái diễn đàn vân vân là các nước trên thế giới thực tế họ nói về xưa không được là MAC thì ai cũng MAC là gì đó mà về Việt Nam MAC mang tiếng bác sĩ không sử dụng MAC nó là gì vôi hóa còn qua hai lá vôi hóa còn qua hai lá chỉ khi mà thông thường nó gặp cái lá sau nhiều hơn nếu các bạn đi lên sàn các bạn đi coi nhiều càng có trăm ca và chúng ta thấy là từ từ điều trị rất là quan trọng là những người lớn tuổi điều trị khoái hoa lớn tuổi nó cao quá nó hoa toàn thân trong đó có cái tim trong cái tim đó thì tôi biết cái phần mà cỏ van hai má trong thì cũng lớn nó có thể gây sơ hóa vôi hóa và đối với bạn hai má thì cái hiện tượng này gọi là MAC hay là cơ hội cỏ van hai má là về mặt lá sau của bạn hai má ha nhớ cái này ha MAC vôi hóa cỏ van hai má rồi thì cái này nó không phải là huyết khối nó cũng chẳng phải u gì hết nếu mình làm mình thấy cái này cái bệnh nhân này không một và 60 mấy tuổi trở lên ha à, có dấu hiệu này là muốn đi khác ha và đối với là u hóa còn bao nhiêu là không biết là MAC những người khác sẽ biết không biết okay. Về cái hình ảnh thì các bạn thấy là gì đó u cái mặt cắt này hơi mô phai xíu này là giải quyết ha thì các bạn thấy là cái cơ thắt này các bạn thấy là khối cơ bè rất là nhiều trạng chiến chứ nó không phải như hình ảnh này trên ba mà cho nên các bạn không biết những điều này là những người thì khi mình mô tả vân vân và cơ tim thể này thể kia có nhiều người làm cái ra siêu âm cơ tim thể số rồi vân vân đủ kiểu hết nhưng mà nên được biết đó là những là các cấu trúc bình thường đó đang và thân cái bề mặt ở trong cơ tim lâu trên ba thì đã cơ bè cơ nhú vân vân đi dần qua đây rồi bài này chủ yếu là mấy nguyên tắc
Vâng, a sponge. Một tăng. Ủa, cái gì đó, a sponge. Nghe không? Rồi, ông bây giờ các bạn có biết tôi có nghe từng nghe là tim ba một chỉ. Có nghe bao giờ? Để chạy xương tim cho những bác sĩ cũng muốn nhớ cho cái đầu và tim mạch đó. Sao tôi muốn tích vật tim mà mở lại là cái tim này nó vào nhẹ. Rồi, chút
xíu sẽ có video gì rất là đẹp. Thank you.
coi những cái gọi là tường trình phẫu thuật các bạn nói thì mình coi cái đó thì mình sẽ nhìn thấy siêu âm sẽ dễ hơn với người chúng ta đi học chỉ có quen để thấy nhất một cái cách nó thấy một mình dùng nó như là gì các bạn không học các bạn không biết các bạn không có từng gặp các bạn không biết nó chỉ là một cái gì là nó như một cái nút đó cái nút điện nhé nó nôm na là vậy ha chúng ta tìm lại cái lúc này là bất bất cứ cái tiết sân máu như thế nào các bạn các bạn những gì trong cái công việc gì mình có được dùng đúng không đối với mình học về đề học từng ngày sẽ thấy nó nhiều hơn. Ngày hôm nay mình cũng biết thôi. Đó thì nếu mình biết thì là ở đây là một cái nhà kết luận cái sự tiền là một cái ban nhà hiện tại và có cái mối không hoạt động bình thường hay không và tất như thế nào ha. Mấy cái này là cái bình thường thì nó phải đi cuối. Còn những người không biết sẽ đọc thì không cục thì nằm đây một số nằm một góc ban một hai thứ và nhà giá hay một cái khối ở cái mặt này là cái gì mình không biết thì mình sẽ trả lời nó sẽ cùng. Rồi vậy thì cái điều kiện để mình xác định chính xác khối nào có cái tim mà thực sự có cái khối đấy không là khối gì vân vân thì đương nhiên là hỏi là máy móc tốt đầu trò tốt người làm tốt ha rồi và khi đến một cái mass đó thì cái điều kiện tiêu chuẩn của mình nói là thực sự là cái mass thật đó là gì này câu này rất quan trọng ghi nhận một cái mass trong suốt chu trình tim tâm vô tâm trương mình vẫn thấy cuộc đó có nhiều sợ nó bị nhiều thì nhận nó kém cái bệnh khi tâm vô tâm trương thì thể thu nó thì nó thấy tâm trương nó mất đều ha thì cái này là phải trong suốt chu trình tim ở vùng giải phẫu vùng cái vùng giải phẫu của tim thế là sao nó ví dụ các bạn cắt trên mặt cắt bốn vùng từ ngõ các bạn thấy được ngay vùng ngõ của một vùng các bạn cắt qua cắt kẹt được chụp dọc ở ngay vùng ngõ các bạn vẫn thấy cuộc đó ý là điều kiện là thấy ít nhất hai cửa sổ sâu thì nó mới là được thật. Còn những khi ở trên đây mình thấy cuối cùng họ mình thấy mình quay xuống đây thì nó tiêu. Thì ở lý học sinh rất nhiều chỗ không phải là người làm nhiều thì cũng có một hai máy sơ nó bị nhiễm nhiều là nó cái khối mà mở ở vùng họ rất nhiều bác sĩ đã từng tập nhận đó là huyết khối ở vùng họ một cái nhưng mà khi chỉnh lại các bạn chỗ khác không có và cái thứ hai thì là cái bệnh căn bản khối đó nằm trong vùng đó, nó phải có những bệnh căn bản nào đó tạo điều kiện thuận lợi cho cái sự hình thành khối đó. Mà cho thí sinh đi ngoài thì để ý có một nằm đó, ăn khi bị sỏi thì đó là cái điều kiện rất quan trọng nha, mà rất nhiều người không để ý. Mình phải thấy được cái đó suốt cả chu trình tim và ở cùng cái giải phẫu đó là ít nhất trên hai cửa sổ xương, bốn vùng dọc và những vùng cái vùng ngang và bốn vùng phía xương vân vân, ít nhất hai cửa sổ mình thấy đó thì là cái một cái nhân rồi mình đã nhắc lại là mình có kiến thức là công cụ bình thường các kiến là bình thường và bình say một sau phẫu thuật có thể sẽ hạn chế cái khối nhà thờ của mình nếu mình không biết cái này thì mình sẽ để cho là quá được mình đã rất là mình và cái gì một lần nữa là những cái điều mình hay nói thì họ xin tìm cái bài này mình phải có kiến thức về cái bài kiến thức về bệnh học tim mạch do một bệnh nhân đó nhưng mà tôi nghĩ là cái này những bệnh nhân vô là sinh ra không quan tâm đến sản phẩm cũ tuy nhiên thực tế nhưng mà mình có kiến thức về bệnh học chút xíu và làm xương tim chúng ta làm xương tim là có những nghe tim trước khi làm xương mà do ở đây là cái mang nghe là bị tâm quan cho nên là ra vô cũng bị người lừa người bị nghe cũng nguyên tắc muốn xương tim phải là thích nghe chứ coi có cái gì không thì mình cũng có người ý khi mình làm xương nó bỏ sót rất nhiều trường hợp sót thì khi bác sĩ nói là cái sót đây và nó bình thường thôi mà khi nghe khi bác sĩ cân sản tức là cân sản là số tiền chính xác nhất nhưng mà cân sản là nghe mỗi đây cuối cùng thì nó qua số bình thường cùng khi bác sĩ cân sản bắt thì kiểm tra lại thì mới gọi là có tổn thương thận có còn tổn thương thận vân khi các bạn thấy các bạn làm đó mới là bệnh thì có bao lâu cũng bị học được một thời gian rồi sau khi mình xác định đó là một khối thực sự rồi ha thì hãy để làm một cái lo nghĩ đốt này cho chúng tôi từ việc xác định hạn là một cái khối thực sự đó tiếp theo là cái bù sụn cái khối không thể để đoán xác định nếu chỉ dựa vào một mình siêu thị và bị cố ý gọi là bị kỳ thế bị mà tôi cũng không quên đó là bản chất của cuộc đó chắc chắn là về mặt hình ảnh tôi biết thì chỉ có là như là giả thiết thôi gợi ý nó là cái gì thôi chứ không phải là không phải là chủ quan
phần nào gọi là nội tuần hoàn. Đều
siêu âm là gì, siêu mục là gì, siêu phim là gì? Tìm một đanh này rồi tiếp
cơ chế để cung cấp là gì? Thứ một là tiếng động của quan gì? Thứ một là tiếng gì? Sự ứ động máu bệnh tất máu nó giảm đi.
tim mà nó có cái khối chất trái mà không có bệnh tim máu cục bộ cũng không có cái bệnh cơ tim nhân là khi mà mô tả thì thường người hay kèm với là huyết khối ở vùng mỏng thì đồng thời có một mô tả là giảm tập rất là mạnh và vô tập ở vùng mỏng hoặc là ở vùng vạch viêm thấp hoặc là viêm máu cổ như này mình phải mặc định là vì vùng viêm đó thôi. Đã bị gây cái vùng nào thì cái vùng huyết khối nằm ở cái chỗ nào nó bị gây ở động mạch nhất. Phát hiện huyết khối thất trái độ nhẹ của siêu âm trong phát hiện huyết khối thất trái phụ thuộc rất nhiều vào người làm siêu âm rất là kỹ lưỡng khi đòi hỏi các mặt cắt cửa và quan sát các góc khác của bộ mỏ và sử dụng đầu đó tiêu tự năng tần số cao hơn vân để vào huyết khối thất trái đã chắc nhận khi có một khối cơ vô với bề mặt lồi khác biệt với nội mạc và nằm ở vùng có rối loạn ở tổng bộ rồi là dạng lồi huyết khối mà dạng quý hay là dạng khó khăn hơn từ khi quan sát được sự tách biệt rõ ràng giữa huyết khối và cái cơ tim nhưng có thể nghi ngờ khi vùng mỏ cầu lên đến phần bình mỏ từ các mỏ vân và vô động với hành vi có nghĩa là gì muốn xác định cục đó là chúng ta là huyết khối đầu tiên mình thấy khối đó thứ hai thì có sự tách biệt với cái lượng nội mạc tim nhưng mà mật độ của nó khác với lại hành vi ngay cái vùng chỗ gì nó nằm ở cái hành vi làm như cái máy không thể đi mình làm đâu suy nghĩ cái đó đấy.
Ok, trở lại cái này nhức gối là hình thành từ đây là các yếu tố thúc đẩy này về hệ thống nhức gối thì là nhức gối di trái cao nên gặp với những nhà đá và đặc biệt nhà đá không nghĩ thì sẽ xuất hiện nhà cao nữa khác. Tuy nhiên sự hiện diện của nhà đá họ suy chức năng của cánh trái ngay cả những bệnh nhân có nhịp xoang và chỉ khi có nhà đá di trái vừa phải cũng có thể có nhức gối di trái. Có nghĩa là mỗi yếu tố nguy cơ càng xuất hiện yếu tố càng nhiều thì cái nguy cơ nhức gối càng nhiều nhưng cũng có nghĩa là chỉ có những trường hợp đó ăn vì cái giải trái không đơn thuần rồi nó không phải hẹp hay là anh cũng có thể những rung nhịp không có là nó phải có một cái yếu tố thúc đẩy chứ không bao giờ bởi vì có một mô tả là quyết của những trái bảo đảm kích thước mục tiêu bình thường những trái không giá ba hai lá cũng hẹp không đó không nghĩ đến kết luận có quyết của những trái lâm sàng bệnh nhân này cũng không có rung nhịp nữa thì bây giờ ta là thì có những bệnh nhân sàng làm được gì không có đúng không đâu và cái phần bệnh lý trái do là nó nằm tầm thường trong cái phần bệnh lý trái thì cái số bệnh nhân mà đông nhĩ á đối với bệnh nhân đông nhĩ thì không phải do bệnh mang tim hay là mang thì cuối tuần thường nằm thì bệnh lý trái mà bệnh lý trái thì cái xương thành được nó sẽ không có thấy rõ từ đó ta mới làm xương nhĩ quả còn đối với hẹp van hay là thì cái khối nhĩ quả nó nằm ở nhĩ trái trong nhĩ trái nhiều nên mình nhìn thấy được luôn trong nhĩ trái thì xương quá nhiều và do đó những trường hợp mà nó bị trái cái việc làm xương nhĩ quản á huyết khối tim bên phải là phải ở bên trái thì qua bên phải các bạn nhớ là để ý là cái lệnh nhịp bên trái cũng nhiều hơn bên phải đó tim bên trái to tim bên phải kích thước nó lớn hơn vận tốc cũng lớn hơn bệnh lý nó nhiều hơn sự hình thành của trong tim phải tiếp đặt nó không biết phần kia để đơn giản các bệnh lý căn bản như qua học thở hai lá hẹp hai lá còn thở ba lá hẹp hai lá ta hẹp ba lá rất kín hẹp van ba lá rất kín thở van ba lá đa số là liên quan đến sinh lý hoặc liên quan đến hậu quả của bệnh tim trái đi qua bệnh van động mạch phổi thì thở van động mạch phổi sinh lý hoặc là cơ năng thì nó có thở van động mạch phổi bệnh lý cực kỳ ít khi chưa bao giờ ai hết còn hẹp van động mạch phổi thì có hẹp van động mạch phổi sinh thì có rồi vậy thì cái bệnh của bên phải không nhiều cái loại huyết khối và của bên phải nếu có nó thường là ở đâu chúng ta hãy đến và thường nhất là đâu bên phải thì là máu từ ở ngoài đi về nam thì là thường là do huyết khối tĩnh mạch nó đi lên nam thì sau đó đọc ở đâu ví dụ hay văn ba lá đám cơ về vân vân và sau đó là có thể là sẽ đến được phổi thì nó gây ra được cái viêm tắc đúng không là đây nó nói về rồi tóm lại khi nói thì còn mô tả một khối nằm bên phải thông thường cả u nó là từ ca nhân căn và đối với khối cũng là từ những mạch ngoài đi về cho nên thường thường người ta coi cũng là cái bệnh cảnh của bệnh nhân chưa sẽ không có gì làm khác thì thông thường bản thân được gặp cũng phải là cũng cỡ một hai cục ca đi qua bên phải đa số bị ung thư cục ca ung thư nó không phải để nên khi mà những khi mà để được thì nó có thể đau cũng hay bao rồi trở lại cuối cùng là sau ba cái tổn thương đó là cái nguyên tắc cơ bản thì một bệnh nghi ngờ tim à đây là vấn đề là cái tim cái vấn đề lâm sàng cái điều trị á về đối với cái ứng dụng của cái tim mạch tim sử dụng cái khối này thì sao thì rất nhiều bệnh nhân người ta bị bệnh cái là gì là bị bệnh đột quỵ bệnh thần kinh chuyển vào bệnh nhân chuẩn bị những người vợ đó là bệnh đột quỵ là hay gọi là xương tim ta coi bệnh huyết áp thấy không có cái huyết áp sử dụng động mạch hay gì đó mà ta sẽ nghi ngờ cái có huyết tắc huyết tắc cổ ở đâu đó là tim chạy ra từ nào huyết tắc thì lúc đó là vấn đề là nguồn gốc cái huyết tắc của tim nó sẽ đề nghị những siêu tim tìm cho họ tới có cái cục huyết khối hay có cái gì đó nó sẽ gây ra cái cảnh đột quỵ huyết tắc hay không thì đối với ngoài những huyết khối ở trong nhĩ trái cục trái là rất là quan trọng nó còn cái gì là thu nhạy bản thân một cái người nhiều người cục trái nó đi vô huyết tắc xuống xương không có cái khối mà tính một nhà thì bạn thấy một nhà là nó là khối và xuôi cái một phần của cái khối trong cấp này là nó chạy trong máu lên nó đi với cái nó bị tắc cái ba cái khối hoặc là những bệnh nhân
sùi, bệnh nhân bị viêm mạng trùng sốt cao kéo dài nhiều và nhiều tháng đang có thể những chứng suy tim kèm theo khám nghèo có liên quan tới một số bệnh nhân cũng như điều dưỡng người thì là do cục sùi nhưng nó chóc ra một phần chạy trên bề mặt nó tác động não nó được cái lúc nó được trường nó tác mạch ngoại vi nó tác thận nó lạnh có những trường hợp mà chúng tôi thấy bệnh nhân đang bị nặng đó là những cái đau liên tục suốt cả đêm cũng là tác động mạch treo trong bệnh cảnh thì tất nhiên là người bệnh nhân rồi cái câu hỏi thứ hai có là gì nhiều trường hợp mà bệnh nhân bị ung thư sau có thể có những cố chứng gây ra viêm tụy cấp thế nào nhưng mà khi xương không thấy mà khi xương không thấy không có nghĩa là chắc chắn không có phải là không có cố trong bệnh nhân bị viêm da viêm da thì nó có sẽ chảy tăng rồi cũng cố để xương không thấy à đó là chỉ vì hết mọi thứ không có cả xương này không có không được nghĩa gì là viêm chắc chắn không phải khi mình đã cài đó thì nó bị vi phạm những xương là cả sức của anh cũng thấy một cái tối như nó có cái chất tiêu rồi nha cái này nó mình lưu ý là nha chúng ta lúc cuộc đời những nguồn gốc chúng ta được tìm được bằng tiếng nha bao gồm cái sùi là cái cối u đặc biệt là u nhảy gì cả như tôi mới nói nha tôi gặp cái chất gọi là u ca rồi là u nhảy gì cả gây ra cái đầu tư của tôi nha và các bệnh nhân khác cũng vậy. Coi những cái dáng cuốn thì cái cuốn thì nó sẽ là coi nó gắn vào cái
gần trên trên ba hai hai cũng sát năm bảy thì cũng chưa có bay được tầm nên thì cái sự di chuyển từ nhiễm vào đất nó cản trở sự di chuyển nhiều máu và gọi là áp lực máu rất là khó thì cái tầm này dù như một cái sự là cũng cản sức là máu một tuần đưa ra ok rồi đây là cái hình mà các bạn làm các bạn cũng chụp ngắn đúng không các ngang qua được chụp ngắn ha thì đó các bạn cũng chụp đây đây là cái giá cái to cục rất là to nằm lên thì cái này sơ đó là cái ba cái lá thì cái này cũng khối cho nhĩ nhái ha rồi và cái người nữa đây cục rất là tròn các bạn thấy ha cái ba cái lá nó bình thường nếu cái ba cái lá hoàn toàn bình thường thì nó là đứng dậy là cái gì đó và cái này cái ba cái lá có thể nó sơ bao gồm bán luôn được ở đây hết ha và cái này là cục cái bạn thấy là quay ha nhưng mà nó lại đều đều như thế nó bị nhiều cái rộng thế bạn những cái gì đó bạn chạy có video mà
Thank you.
quá nên là vi mô sẽ nằm hơi bên bên cạnh này, bên bên phải này do cái gì các bạn học xong các bạn về các bạn không được cái xương tim mất nhiều tháng sau cả năm sau.